Ấy, pin KitKat thưởng công chào quý anh chị xem video ha. Nay gửi những đơn hàng pin với máy cho anh em xa gần, anh em định mua máy pin bọng gì cứ vui lòng alo em trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Đó thì đây mình cũng đang đi là 6 đơn ha, hai đơn đó là 8 đơn. 8 đơn với còn 3 đơn đang gói ha. Thì anh em nào định máy móc là anh em gửi tới mình giải quyết rồi hết ha. Từ pin máy móc mới cũ gì có mình đặt hàng mình gửi hết luôn ha. Đang còn gói đơn này nữa ha. Đó với còn đơn tinh bàn đơn bên đây nữa ha. Đó. Là đang còn hai đơn đó là gửi hàng cho anh em hết ha, không còn cái gì ở lại ha. Đó thì các loại pin máy móc gì anh em cần gì cứ alo mình trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Máy mấy dòng máy IGBT đợt trước mình bớt 500.000 ha, 2,5 triệu cho anh bán 2 triệu bớt 500.000. Còn dòng máy 4 triệu 5 triệu, 4 5 triệu đó bạch đỏ bạch vàng thì anh bán 4 triệu ha. Còn mạch xanh nè hồi đó là 4 triệu mà giờ anh bán cho anh em là 3 triệu ha. Đó bớt mỗi cây máy lớn 1 triệu, còn máy nhỏ nhỏ bớt 500.000 ha. Đó pin vọng máy anh em vui lòng alo trực tiếp ha. Còn những cái pin thì mình cũng đã hạ giá xuống cộng tiền lại, mình cũng sắp xếp mình hạ lại cho anh em chút đỉnh này ha, thì có xài luôn. Đó máy móc thì anh em cần cái gì cứ alo em trực tiếp từ pin tới máy ha. Đó đồ đạc thì xong hết rồi, bữa nay gửi hàng đi hết ha, xa gần gì cũng đi hết luôn. Đó thì đang còn pin sẵn sẵn với đang làm mấy cục sẵn đây mình quay sơ cho anh em xem luôn ha. Nó mấy đơn hàng nó đi hết ha, còn pin tím này nó lên cũng đang lên ha, 3x 4x. Đó còn bên đây thì đang lên được mấy cái này, cũng quay sơ cho anh em xem đây. Đó mấy thành phẩm này là test rồi ha, anh em đặt hàng là giao thôi. Đó bên đây cũng còn mấy pin nữa nè, 105, 150, 170 ha, máy này vô hết rồi. Tại đồng hồ bật quá thiết sợ nó mờ hình đó, rồi anh em về xa thì bật vô ha. Đó, đây đèn rất là sáng, đó hiển thị này kia hết ra, tại đèn trong nhà mình bật rất là sáng nên nó vọng xuống ha, nó tối, còn ngoài anh em tối thì rất là sáng. Thì pin bọng máy mới cấu hình này ha, anh em cần cái gì alo em trực tiếp từ pin tới máy. Còn dòng máy dòng pin lớn 250, 350 đây. Đó, báo sơ anh em luôn, 250 này là 10 triệu 300 ngàn, bảo hành 2 năm ha, rộng sạc xua này. 50A, 30A, sạc liên tục 30A thì tầm 8-9 tiếng. 9 tiếng đầy ha, thế anh em cứ nhân lên thôi. 1 tiếng là được 30A thì mình nhân cục pin lên. Này 280A, giá là 11 triệu 500 ngàn. Ha. Đó, 11 triệu 500 ngàn. Thì pin đặt, hỏi mình cũng quên ha, quên coi lại đặt pin 28 là gì. Ấy hơn giảm cho anh em 500.000 ha. Hai này chênh nhau 500.000, chênh nhau cũng 30 bè ha. 28 là 11 triệu ha, còn này là 10 triệu 300.000. Đó, chênh nhau 700.000 chứ cái này bớt 500.000 ha. Pin nó rẻ hơn 500.000. Còn pin này là 350 bè thì giá của nó 12 triệu 500.000 ha. Đợt trước là pin này nó là 14 triệu à, mà giờ mình bán cho anh em là 12 triệu 500.000 bảo hành 2 năm ha. 350 bè. Còn pin 28 này giờ bán cho anh em là 11 triệu ha. 11 triệu. Còn pin này là pin 250 bè là 10 triệu 300 ngàn, bảo hành 2 năm ha. Tội vậy pin bảo hành 2 năm. Trả ba mặt trả xả ha. Liên tục thì 600 bè. Tức thời 600 bè liên tục 300A. Cái máy thì anh em đang có 100 mấy bè là giữ trời lắm rồi ha. Con máy xuồng nhất, lớn nhất vợ rồi xong thì đang cũng 150 bè là lớn nhất rồi. Đó thì công suất là gấp đôi, gấp ba không ha. Dư giả xài. Từ pin bỏng máy anh em cần cái dư vui lòng alo trực tiếp ha. Có đầy đủ cho anh em hết. Đó, máy dòng pin đây. Đang soạn lên ha. Soạn lên kiểm tra pin luôn. Sẽ sẵn lấy hàng gì nữa ha. Đó, pin thì mình lấy tiền tuổi đi chứ đừng nói tiền nhỏ nhỏ ha. Anh em cần cái alo em tí. Đó, từ pin vọng máy cũ thanh lý, pin bảo trì vô hành cho anh em mày xài nâng cấp mua gì cũng có đầy đủ ha, cho anh em hết, dễ xài. Đó, có đầy đủ hết ha. 280 đầy thùng hết, mấy khu này hơn nửa xe rồi. Bán hỏng vậy nên hơn nửa xe, hỏng về tuổi chứ vô đây còn cả 500 cũ ha, 500 cũ hửi ha. Tiền pin 500 cũ không đủ đâu. Đó, trọn vẹn cho anh em, thì anh em cần cái gì vui lòng alo trực tiếp ha. Từ pin tới máy, đồ xỉ lẻ về cho anh em bán toàn bộ combo có đầy đủ ha.